Chào mừng tất cả anh chị đến với đầu tư tiền điện tử thì tiếp tục khóa học cơ bản dành cho người mới ngày hôm nay em sẽ cùng anh chị đi tới bài thứ bảy đó là cách phân bổ vốn làm sao cho hiệu quả trong đầu tư thì những cái bài mà em đã chia sẻ trong thời gian vừa qua từ bài 1 tới bài 6 thì đó là những cái kiến thức mà một người mới cần phải học và cái bài thứ bảy này nó cũng cực kỳ quan trọng đối với anh chị nó có thể giúp anh chị làm sao để có thể là quản lý bớt rủi ro khi mà mình tham gia vào đầu tư bằng cách phân bổ vốn làm sao cho hiệu quả. Thì trước khi đi vào chi tiết thì cũng như thường lệ nếu anh chị nhận được giá trị video này, mình có thể nhấn like và subscribe để hộ kênh. Những chị nào mình là người mới mình chưa tham gia vào channel của đầu tư tiền điện tử mình có thể nhấn vào đường link bên dưới để tham gia. Thì hiện tại sàn giao dịch Bybit đang có một cái chương trình bonus dành cho người mới. Nếu anh chị đăng ký tài khoản dưới cái đường link của đầu tư tiền tử anh chị sẽ nhận được 10 đô la bonus để anh chị có thể là tham gia trải nghiệm cái sàn giao dịch bài biết rồi thì sau đây em sẽ đi vào chi tiết của chủ đề ngày hôm nay thì bài hôm nay đó là cách phân bổ vốn làm sao cho hiệu quả trong đầu tư đó là một cái bài cực kỳ quan trọng ha anh chị ha rồi thì nó sẽ có ba cách mà cái cách mà em đang làm ở trong thị trường crypto anh chị có thể là tham khảo cái cách phân bổ vốn của em ha anh chị ha rồi thì đầu tiên cái cách thứ nhất đó là phân bổ vốn theo tỷ lệ mua ở những cái vùng hỗ trợ thì cái tỷ lệ mà em phân bổ ra đó là 30, 30, 20 và 20. Thì xíu nữa em sẽ cùng anh chị đi vào cái biểu đồ để mình hiểu rõ hơn là làm sao để chọn được những cái vùng giá tốt. Và cái cách thứ hai đó là trung bình giá theo tháng. Thì cái cách này á đó là khi mà anh chị xác định được một cái dự án tốt và anh chị không quan tâm giá của nó lên xuống. Thì mỗi tháng như vậy mình để dành được một ít tiền và mình cứ như vậy mà mình vào mua thôi. Thì nó sẽ giúp cho anh chị có một cái vùng giá tốt và mình không sợ là cái thị giá của cái dự án đó nó có sập hay không ha rồi thì có một cái cách thứ ba đó là phân bổ vốn theo ngày thì tùy theo cái lượng tiền của anh chị như thế nào thì mình sẽ sử dụng theo hai cách đó là trung bình vốn trung bình vốn theo tháng và trung bình vốn theo ngày ha đó là như vậy rồi thì sau đây em sẽ đi vào cái cách đầu tiên đó là phân bổ vốn theo tỷ lệ mua ở những cái vùng giả hỗ trợ thì cái bài thứ sáu em đã chia sẻ cho anh chị là cách đánh giá chọn lựa một cái dự án làm sao để có thể là lựa chọn được một vùng giá tốt đúng không ạ một cái dự án tốt thì ngày hôm nay thì mình phải biết cách là chọn được một cái vùng giá tốt để mình vào lệnh à, thì em sẽ lấy ví dụ ở trên trading view thì một cái dự án em sẽ lấy ví dụ như là cái dự án solana đi thì để chọn được những cái vùng giá tốt để xác định được những cái vùng hỗ trợ là vùng giá nào thì em sẽ chia sẻ cho anh chị một cái công cụ đó là Fibonacci thoái lui à đây ha thì mình sẽ kéo từ cái vùng đỉnh này à tới cái vùng đáy gần nhất để mình xác định thì ở đây mình xác định nắm giữ trong dài hạn á thì mình em khuyên anh chị là nên nào, chọn những cái vùng giá mà nó đã đã diễn ra rồi ha à, đây thì nó sẽ có những cái vùng giá như vậy thì một cái dự án giống như là Solana thì khi mà nó mới niêm á vùng giá khá là thấp thôi nó chỉ là là dưới dưới hai đô à và bây cái đỉnh của nó nó lên tới là nó lên tới là 260 đô thì anh chị thấy là nó cũng tăng trưởng khá nhiều lần đúng không chưa kể là vùng giá rồi sale nhưng mà khi mà mình đánh giá một cái dự án tiềm năng nó đã tăng trưởng rồi bây giờ nó trở về cái vùng định giá thật của nó thì mình sẽ chọn những cái vùng giá nào để mình vào đó thì mình sẽ sử dụng một cái công cụ đó là Fibonacci thoái lui để mình xác định được những cái vùng nào mà nó được hỗ trợ đây em đang mở chặt tuần ha nên là anh chị sẽ thấy là nến nó rất là ít nhưng mà nếu mà mình mở chặt ngày ra thì nó nến của nó cũng khá là nhiều ha nên chị có thể thấy nè thì những cái vùng mà gặp như vậy nên anh chị đó là những cái vùng hỗ trợ giống như là vùng 0.618 rồi 0.5 rồi 0.382 0.236 đó là những cái vùng hỗ trợ là những cái vùng này á là khi mà cái vùng giá nó chạm vào thì nó sẽ có một cái lực đỡ và cái khối lượng nó nó giao dịch nhiều ha à, nên là gọi vùng hỗ trợ và kháng cự thì em sẽ chia sẻ cho anh chị là ở cái phần là dạy về phân tích kỹ thuật ở cái khóa học nâng cao anh chị à còn bây giờ em đang dạy khóa học cơ bản thì em sẽ chia sẻ cho anh chị cách như thế nào để mình chọn vùng giá phù hợp để mình vào thì đối với cái dự án solana này là một cái dự án nó rất là tiềm năng thì nên là em trong dài hạn thì em cũng muốn nắm giữ cái dự án này Nhưng mà sẽ có những cái vùng giá mà em chọn làm sao để cho nó phù hợp để em nắm giữ Đó Thì cái cách mà em chia sẻ cho anh chị là phân bổ vốn đó Phân bổ vốn thì mình sẽ chọn ra là Là sao? Là 30 30 20 và 20 Đó Thì làm sao để mình phân bổ vốn cho nó tốt Thì bắt buộc là mình phải Phải quản lý lòng tham nữa anh chị Chứ không phải là vùng giá mình vùng giá nào mình cũng vào thì chính vì lý do đó mình phải sử dụng cái công cụ đó là Fibonacci thoái lui để mình chọn cho mình những cái vùng giá đẹp để mình vào đó là như vậy Hai anh chị ha thì đầu tiên thì bây giờ giá của Solana nó đang ở dao động là vùng giá là 35 đô thì cái vùng đáy gần nhất nếu mà mình dở chặt tuần thì nó sẽ ở vùng là 19.56 thì liệu rằng mình có nên kỳ vọng ở vùng giá này hay không thì đối với bản thân em thì dưới 20 đô là là cái con số là khá là tuyệt vời với cái dự án Solana này nên là em sẽ chọn ở vùng này thì em sẽ dời dời cái đáy xuống thấp hơn dời dời vùng xuống thấp hơn anh chị à đó thì ở vùng này em thấy là đang ở 35 đô nó đang từ 260 đô mà nó còn ha, 35 đô đúng không ngày hôm trước thì nó rớt là còn chỉ còn là 26 đô thôi thì đây mình lấy 260 mình chia cho 35 thì nó đã chia 7,4 lần so với đỉnh rồi đó thì mình xác định là à bây giờ là 26 đô là bữa là 26 đô là nó chia 10 so với đỉnh là con số cũng khá là hợp lý để mình vào thì lúc đó mình sẽ chọn à vùng này nó khá là hợp lý là chia 10 so với đỉnh rồi đây là một cái dự án tốt mà có thể là nắm giữ trong dài hạn à lúc đó thì mình sẽ vô là mình múc 30 phần trăm đó anh chị lúc đó mình vô mình múc 30 phần trăm đó rồi mình sẽ xác định cái điểm tiếp theo đó lúc nãy đó là là bao nhiêu mình sẽ chọn cái đáy gần nhất đó đó đây ha mình sẽ chọn cái vùng đáy gần nhất thì nó sẽ là dao động khoảng là 20 đô đó anh chị đây 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 sẽ có một cái đường hỗ trợ ha thì đây đây em sẽ em sẽ vẽ một cái đường hỗ trợ đây đó là 19.56 Thì 30% còn lại em sẽ mua Ở cái vùng 19.56 Còn nếu nó tăng thì thôi Tại vì em cũng có là Là 30% trong đây rồi Đó anh chị ha Thì tùy theo số vốn của từng người Mình sẽ phân bổ cách khác nhau Nhưng mà ở đây em đang chia sẻ là Đối với những người có trên 1.000 đô à, Là khi mà anh chị có 1.000 đô Số vốn Số vốn Trên 1.000 đô thì mình nên làm như vậy đó còn số vốn mà thấp hơn á, thì mình sẽ chia chia khác nha anh chị còn đây ha số vốn số vốn dưới 500 đô chẳng hạn thì mình sẽ như thế nào thì 500 đô mình sẽ phân bổ khác ha 500 đô thì chắc chắn là mình sẽ phân bổ là 50 50 thôi không thể nào mà thấp hơn được nữa đó thì đối với cái số vốn trên 1.000 đô thì nó sẽ là như vậy đúng không? thì nếu mà nó về 19 chấm 56 rồi em vô ba mươi phần trăm thì em còn tới là bốn mươi phần trăm đó thì nó sẽ rơi vào là ví dụ ngàn đô thì em sẽ còn là 400 đô thì em sẽ chọn thêm một cái vùng giá nữa đó thì mình bắt đầu làm là mình dời xuống là mình xem cái vùng giá nào nó nó có cái lực đỡ giống như đây thì sẽ làm 12.40 đây à Cái vùng 12 40 này sẽ có một cái lực đỡ nữa anh chị đây đó là nơi là mấy tuần liên tiếp là là vùng giá nó đi sẽ như vậy thì nó sẽ rơi vào 13 đô đó thì tiếp theo là 12 20% này em sẽ chọn mua ở 12 đô. Đây ha. Thì sẽ chọn những cái vùng giá như sau. Thứ nhất á, đây. Vùng giá 1. Giá 1 để để mình vào 30% sẽ là 26 đô, chẳng hạn, 26. Hay là em vô ở vùng giá hiện tại đi. Ví dụ như ở vùng giá hiện tại em thấy cũng khá là tốt, em vô sẽ lo vô là vùng giá 35 đô được chưa vùng giá 2 đó là 19.56 đô thì mình làm tròn có thể là ở hai vùng giá này là 20 đô đó được chưa? vùng giá 3 là bao nhiêu 13 đô giá giá 3 là 13 đô đó rồi còn 20 phần trăm mình còn lại là sao chừng nào mà nó nó về cái vùng giá thấp hơn anh chị là gọi vùng giá 4 à vùng giá 4 là 20 phần trăm còn lại đó thì nó sẽ rơi vào cái vùng này là 4,5 đô đó vùng giá 4 là 4,5 tới 5 đô đó anh chị đó là mình 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 phải hiểu là như vậy ha rồi đây em sẽ cho nó chữ nó nhỏ lại cho anh đây lên 20 đi đó cỡ chữ 20 cho anh chị dễ nhìn đó đây đó được chưa đó với số vốn 1.000 đô thì mình sẽ làm như vậy. Đó, 1.000 đô trở lên. Số vốn của anh chị càng nhiều thì bắt buộc là cái tỷ lệ nó cũng tương đương như vậy thôi. Không sao cả. Rồi, với số vốn 500 đô thì mình sẽ chọn hai vùng giá. Ví dụ như vùng giá này thấy đẹp. À, ok. Nó không trên với 26 đô, chỉ là 10 đô thôi đó. Thì mình vô mua 250 đô. 50%. Ở vùng giá là hiện tại Sau đó là xuống vùng 20 đô mình vào tiếp Còn nó tăng thì thôi đó là như vậy Và tuyệt đối khi thấy nó tăng là không thể nào vào lên nữa nha anh chị Nếu mà anh chị vào nữa nó cực kỳ rủi ro Đó là như vậy Cái lời khuyên mà em đưa ra cho anh chị đó là như vậy Đó là cái cách thứ nhất về phân bổ vốn Và sử dụng công cụ gì để mình đo đó Và mình dự phóng cái vùng giá mà nó có thể tăng Thì mình cũng có thể là sử dụng Fibonacci thoái lui luôn, luôn anh chị Đây ha Thì ví dụ như đây thì mình sẽ kéo ví dụ như là ở đây nó, nó mình đang mua vùng giá là 35 đô rồi và ở vùng giá 26 đô nếu mà nó đã tạo đáy đây nếu mà nó tạo đáy ở đây thì mình cũng đo là cái target là liệu rằng mình sẽ bán như thế nào. Thì ở đây cái target đầu tiên đó. TB 1. TB 1 là 80 đô bán. Đó, được chưa? Đó, mình hô tới 80 đô mình bán. Đó. Rồi, TB 2 ở đây là mình cũng sử dụng Fibonacci để mình mình xác định cái target luôn. Là ngay những cái đường này nó sẽ có phản ứng, ví dụ nếu mà nó phá qua được 80 rồi thì khả năng nó sẽ lên được 115 đô. Đó. Target 2. Target 2. Ở. 115 đô. Đó. Hợp lý đó. Đó là. Là cho anh chị dễ hiểu. Dễ hình dung. Đó. Được chưa? Cho chữ lớn lên xíu cho anh chị dễ nhìn. Đó. Được chưa? Đó là những cái đường vùng này nè anh chị. Đây. Những vùng này. Những cái vùng này sẽ là vùng hỗ trợ và kháng cự. Khi nào mà nó vượt qua được rồi. Thì nó sẽ trở thành đường hỗ trợ mà nó không vượt qua được nó đang là đường kháng cự. Đó anh chị chọn những cái vùng này. Được chưa? Rồi, tiếp theo là mình nếu mà nó vượt qua 115 rồi và mình kỳ vọng một cái mức giá cao hơn thì ở đây nó sẽ có một cái vùng giá nữa là 142 đô. Đó. Được chưa? Target 3. 142 đô. Anh chị ok ạ? Đó là như vậy. Rồi nếu mà mình xác định kỳ vọng trong một thời gian dài hơn từ 3 tới 5 năm nếu mà cái dự án này nó phát triển đi thì mình có thể là dời lên là à nó có thể là vượt đỉnh cũ. Tiềm năng trong tương lai nếu mà son nó phát triển thì sao? nó vượt đỉnh cũ thì như thế nào? Thì khả năng thì mình sẽ dời cái target mình cao hơn, kỳ vọng cao hơn. Thì đó là cái cách mà em đã áp dụng đầu tư trong đầu tư ha. Đó là như vậy. Đó nên là anh chỉ có thể là tham khảo cái phần phân tích vốn về cách thứ nhất của em. Rồi, thì sau đây em sẽ chia sẻ cái cách tiếp theo đó là chung mình giá theo tháng bằng cách nào đầu tiên đúng không? mình xác định một cái dự án dài hạn rồi mình cũng chung mình giá theo tháng là mình sẽ không quan tâm giá nó tăng hay nó giảm tại vì mình đã xác định nó là một cái dự án tốt rồi thì cứ mỗi một tháng như vậy á, mình làm việc và mình để dành ra một cái số tiền ví dụ như là làm một tháng được 10 triệu đi thì một tháng mình bỏ ra một triệu để mình đầu tư mình đầu tư cho tương lai của mình Hay anh chị ha một triệu anh chị có thể là đem đi chơi một ngày cũng hết rồi thực sự luôn một triệu bây giờ không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà anh chị cũng mua được là gần 50 đô son và anh chị cứ tích lũy tích lũy như vậy trong thời gian dài hạn ví dụ như là hai tới ba năm mà cái chu kỳ tăng trưởng tiếp theo mà son nó đạt mức kỳ vọng là 240 đô thì anh chị sẽ nghĩ là như thế nào nó cũng gia tăng một cái số vốn nhất định cho mình thực sự là cái cách này em đã áp dụng thành công rồi anh chị là ở mùa uptrend vừa rồi em xây dựng về cái kiến thức của em trong vòng 3 năm và thời điểm đó em chia sẻ về kiến thức crypto không ai tin anh chị người ta kêu em bị điên tại vì cơ bản hồi đó nghèo quá chia sẻ chả ai tin cả và người ta nói ờ à, tối ngày mày cứ mơ mộng đi tiền ảo ba cái tiền ảo vớ vẩn nhưng mà thực sự khi mà thị trường nó tăng trưởng á rất là nhiều người nhắn tin cho em là à đầu tư thế nào cương ơi làm thế nào để kiếm được tiền thị trường này nhưng mà khi mà họ hỏi em rồi á thì nó không còn cơ hội nữa thì chính vì lý do đó anh chị có thể là từ bây giờ anh chị nghiêm túc đầu tư trong thị trường này và cứ mỗi tháng mình sẽ chích ra tùy theo cái lượng tiền của mình tiết kiệm được. Đó, nó cho dù nó có mất đi nó cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mình. Thì em nghĩ là con số đó nó cũng khá là phù hợp với một người lương 10 triệu. Còn nếu anh chị mà kiếm được tiền nhiều hơn á thì anh chị có thể là đầu tư đầu tư nhiều hơn. Đó là như vậy. Rồi, cái cách thứ ba đó là trung bình giá theo ngày. Thì cái cách này nó sẽ dành cho những người nhiều tiền anh chị thì họ không quan tâm về giá và họ mỗi ngày à, họ bỏ chi phí là ví dụ như là họ có trăm ngàn đô đi mỗi ngày họ sẵn sàng bỏ ra năm mươi tới một trăm đô họ vô mua chung mình giá không cần quan tâm về giá luôn đó và cứ như vậy là họ mua họ chỉ biết mua thôi và chừng nào đủ cái target của họ thì họ chốt đó là cái cách thứ ba dành cho những người mà nhiều tiền á còn thực sự mà nếu mà mình có ít tiền mà mỗi một ngày mình bỏ một trăm hai trăm ngàn ra thì nó thực sự nó không đáng nó là không đáng nên là tốt nhất là mình tiền mà ít thì mình sẽ chọn là phân bổ vốn theo tỷ lệ ở những cái vùng hỗ trợ và kháng cự vùng hỗ trợ và kháng cự và thứ hai là mình sẽ chọn là trung bình giá theo tháng lúc đó cái lượng tiền mình tích lũy cũng khá là nhiều rồi nên là mình mua như vậy thì cứ mỗi một cách như vậy nó sẽ có một cái ưu nhược điểm khác nhau nên là tùy theo anh chị thích cái cách nào thôi còn đối với bản thân em thì em sẽ phân bổ vốn theo tỷ lệ ở vùng mua và những cái vùng hỗ trợ em cảm thấy là cái dự án đó nó phù hợp với em thì anh chị có thể là xem kỹ lại cái video thứ sáu á là hướng dẫn định giá, đánh giá một cái dự án làm sao cho nó hợp lý và sau đó mình sẽ áp dụng cái nguyên tắc phân bổ vốn này. Thì anh chị sử dụng cái công cụ lúc nãy em có chia sẻ đó là Fibonacci à anh chị ha. Đó là cái cách đơn giản nhất để mình có thể là trung bình vốn trong dài hạn. Nếu mà nó đạt được cái vùng giá đó thì mình sẽ sẽ mua tiếp còn không thì thôi. Đó là cái cách mà cũng thực sự là nó khá là an toàn. Tại vì ví dụ mình có 1 ngàn đô vùng giá đó mà mình mua rồi nó tăng lên luôn ô oh, thì quá tốt còn những cái phần kia mình không phải bỏ lại mình sẽ là cái chi phí cơ hội cho những cái dự án khác. Đó là như vậy. Rồi, thì cái phần chia sẻ của em tới đây là hết thì nếu anh chị nhận được giá trị video này, mình có thể nhấn like và subscribe đến một kênh thì hãy chờ đón những cái video tiếp theo trong cái khóa học cơ bản này. Thì sau khóa học cơ bản này em sẽ dạy cho anh chị những cái kiến thức về trading về phân tích kỹ thuật, những cái khóa học nâng cao hơn để cho anh chị có thể là hiểu rõ hơn và tất cả hoàn toàn miễn phí ở trên kênh Đầu tư tiền tử. Anh chị có thể là follow, subscribe YouTube để nhận những cái video trong thời gian sắp tới xin chào tạm biệt anh chị hẹn gặp anh chị ở những video lần sau